Đây là lần đầu của anh. Anh nói khi hôn mình. Mình, 16 tuổi, tinh sái cổ, ngây ngất trong tình yêu, được thỏa mãn lòng ham muốn, được là người đầu tiên hôn hot boy tuổi 18. Chẳng lâu sau, anh ấy vô tình bố bô cái mồm flex là chị người yêu cũ đã thổi lửa cho anh ở nhà vệ sinh nam tầng 5 của trường. Và đương nhiên, thổi lửa mà không hôn thì chỉ có trong phim thôi, chứ làm quái gì mà có trong đời thật. Mình nổi điên lên, anh nhắn cho bạn: bồ tao phát hiện ra vụ nói dối rồi. Điều đó là mình nhớ đến một câu mà YouTuber Mo Adams, cựu fuckboy, đã nói rất hay: đám fuckboy chơi thành đàn, bay cùng nhau như chim ấy. Bởi ta là trung bình của 5 người bạn tiếp xúc gần nhất mà. Mindset giống nhau thì đi cùng nhau, bao che cho nhau cả thôi. Nhưng cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây không phải là về đám boy tệ, mà là về thực trạng tình dục học đường cũng như giáo dục giới tính tại Việt Nam. Và bài viết này là những trăn trở từ quan sát, trải nghiệm thực tế cũng như các con số biết nói đến đau lòng trên báo chí những năm gần đây. Các con số báo động ấy là gì? Tại sao tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ cũng như những người sẽ trở thành phụ huynh cần xem ngay video này? Hãy cùng Spy Room tìm hiểu qua bài viết Giáo dục giới tính Việt Nam, không biết phải cảnh tỉnh đến bao giờ, của tác giả Norsi Nguyễn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video thôi nào. Thực trạng tình dục học đường ở Việt Nam. Tỷ lệ học sinh quan hệ tình dục ở tuổi đi học. Ngày 26 tháng 7 năm 2019, có một bài báo của báo Tiền Phong đã làm người đọc ngỡ ngàng về thực trạng tình dục học đường ở Việt Nam hiện nay. Tựa đề là Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á, số 5 thế giới về nạo phá thai. Trong một bài báo khác của Vietnamnet năm 2018, các con số như đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục. Hết lớp 12 thì con số này là 39%, làm mình suy nghĩ. Bàn một chút về việc tại sao con số 39% trong bài báo. Mình thấy khá đúng. Thứ nhất là bởi vì tuổi 16 đã là tuổi hợp pháp để quan hệ, nếu có sự đồng thuận, theo luật Việt Nam. Thứ hai, bởi vì lứa tuổi này các em trẻ khỏe nhất, lại thêm lượng hormone giới tính trong người, thì việc dẫn tới hành vi quan hệ thực sự cũng dễ hiểu. Mọi người có thể cho rằng đây vẫn là độ tuổi đi học và các em nên tập trung học hành thì tốt hơn. Mình cho rằng cái đáng lo lắng hơn cả không phải là việc em có quan hệ hay không, mà là em có kiến thức để tự bảo vệ mình hay không. Việc này có thể kiểm tra bằng cách hỏi xem rằng bao nhiêu em biết sử dụng bao cao su. Ngoài bao cao su, em có biết các biện pháp phòng tránh thai an toàn và khoa học khác hay không? Các em biết gì về bệnh lây qua đường tình dục? Các em sẽ làm gì để bảo vệ mình nếu người yêu ép các em quan hệ tình dục để gìn giữ tình yêu, thậm chí là chơi trần, vì như vậy cảm giác sướng hơn? Mình cho rằng các câu hỏi này có thể sẽ cho ra những kết quả không khả quan một chút nào, vì thực sự nhà trường chưa quan tâm, bố mẹ thì ngại ngùng, xã hội cũng chưa có biện pháp thích đáng về giáo dục giới tính. Sau vụ cựu học sinh một trường X locked up for 30 under 30 từng quấy rối tình dục vào năm 2022, thì trường X đã ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn và giải pháp tâm lý PsychHub để triển khai hệ thống các chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần chuyên nghiệp trong nhà trường. Đồng thời, trường hứa sẽ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về pháp luật, sức khỏe, tinh thần, giáo dục giới tính, phòng chống hành vi quấy rối tình dục trong quá trình dạy và học. Tiếp theo là con số 10% học sinh lớp 9 đã từng quan hệ tình dục. Mình cho rằng con số này rất bất ngờ nhưng mà cũng có độ chính xác cao. Căn bản vì lý do thời nay các em ngày càng dậy thì sớm. Hơn nữa, trong thời đại Internet phát triển, ở cấp 2, các em tò mò đấy. Nhưng kiến thức về tình dục có thể thấp hơn nhiều so với các em cấp 3. Và hiểu biết tình dục của các em cấp 3 cũng chưa chắc là cao. Nên con số 10% này vẫn có thể tin được. Mình vẫn còn nhớ cảm giác sốc ngang hông khi người yêu cũ khi mình học lớp 11 và lúc đó anh ta học lớp 12 bảo rằng từng được bạn gái dẫn đi phim HD vào lớp 8. Đến đây thì các bạn đã nhận ra chưa ạ? Phim HD chính là nhà nghỉ ngơi, không cần căn cứ công dân hay bằng lái xe, tụ điểm của các anh cấp 3 khi cần hú hí với những em gái, và họ luôn đeo khẩu trang để che đi danh tính và sự ngại ngùng. Nạn phá thai ở tuổi vị thành niên đã trở thành hệ quả đáng báo động như thế nào? Cái mình quan tâm hơn cả là tỷ lệ phá thai tuổi vị thành niên ở Việt Nam. Theo báo Pháp luật Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp Việt Nam vào danh sách một trong năm nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất châu Á. Cũng theo số liệu có được từ hai bệnh viện phụ sản lớn là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương, số lượng phụ nữ đến nạo phá thai những năm qua gần như không giảm. Theo đó, năm 2016, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 27.154 ca nạo phá thai. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, bệnh viện có tới 14.159 ca đến bỏ thai. Trong đó, phá thai ở trẻ vị thành niên chiếm hơn 1.000 ca. Và đây mới chỉ là những ca chính thức.
Theo bà Nguyễn Thị Hoài Đức, Giám đốc Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, 70% những ca nạo phá thai bí mật được thực hiện trên trẻ từ 13 tới 19 tuổi. Những con số này thật sự làm chúng ta suy nghĩ, liệu tư tưởng giáo dục giới tính ở Việt Nam có quá lỗi thời hay không và chúng ta cần làm gì để thay đổi điều đó? Quấy rối tình dục học đường, phần không thể ngó lơ. Nói về thực trạng tình dục học đường tại Việt Nam, một khía cạnh nữa mà mình muốn đề cập đến chính là vấn đề quấy rối tình dục học đường. Theo VTC News vào năm 2019, 63% học sinh khẳng định trong trường học có quấy rối tình dục. Đó là kết quả khảo sát của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Tiến sĩ Tâm lý học trẻ em và vị thành niên, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, khảo sát trên 400 học sinh khối 10 và 11 tại Hà Nội và Nam Định về vấn đề quấy rối tình dục trong học đường. Khảo sát cũng cho thấy 63% học sinh chắc chắn rằng hành vi quấy rối tình dục đã xảy ra trong trường học. 91,5% học sinh chắc chắn đã chứng kiến hoặc đã là mục tiêu của quấy rối tình dục trên thực tế. 93,5% học sinh chắc chắn đã chứng kiến, gây ra hoặc từng là mục tiêu của quấy rối tình dục trên mạng hoặc thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Mình nghĩ rằng học sinh cấp 3 hiện nay chưa thực sự nhận thức được về tầm quan trọng của sự riêng tư cũng như chưa có đủ sự tỉnh táo để giải quyết những vấn đề trong tình yêu cũng như tình dục. Cách các em xử lý những vấn đề ấy sẽ thường xuyên là bằng việc tâm sự với bạn bè của mình. Người bạn của em, với sự tỉnh táo và nhận thức cũng chỉ bằng em thôi, sẽ khuyên rằng không sao đâu, nếu người yêu làm sai thì mày cứ mặc kệ cho yên chuyện. Sau đó sẽ hứa rằng giữ bí mật chuyện này, nhưng thực tế người bạn ấy sẽ kể cho một người bạn thân khác. Và thế là những câu chuyện cứ xoay vòng, lan rộng. Đến nỗi có lần ở trường cấp 3 của mình, hai người nọ ngủ với nhau mà cả trường đều biết. Nhận thức đã như thế, đằng này, một số người lại xem chuyện giường chiếu như một thứ thành tích thứ thiệt và đem khoe với bạn bè mà không nghĩ hệ quả đối với người yêu là gì. Mình còn nhớ một bạn nam nào đó đã kể với nhóm bạn của mình rằng bạn gái của bạn ấy vô phòng rồi tự cởi cúc áo ra mời gọi bạn trai. Và đó là hồi cấp 2. Chuyện này lan đến tai mình, một người thời đi học khá trầm lặng, thì người đọc cũng hiểu rằng nhóm bạn ấy giữ bí mật tốt tới cỡ nào rồi đấy. Và đó cũng là nhóm bạn đã cược với bạn trai cũ của mình hồi lớp 9 xem có tán được mình không. Đó cũng là lý do mình chia tay bạn ấy, vì cảm xúc của mình không phải là trò chơi của các bạn ấy. Tình hình năm 2023 về vấn đề tình dục học đường. Sau 4 năm kể từ bài báo trên, đến năm 2023, mọi chuyện vẫn không khá hơn. Cập nhật năm 2023 theo báo trạm Y tế phường Tam Phú, bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Văn Thụ, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, mỗi năm Việt Nam có khoảng 30.000 ca nạo phá thai, trong số đó có tới 60-70% là ở độ tuổi học sinh, sinh viên, trong đó có khoảng 0,5% là ở độ tuổi vị thành niên. Việt Nam đang đứng thứ 5 trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai. Bác sĩ Thụ chia sẻ từng gặp rất nhiều ca biến chứng sau nạo phá thai. Cá biệt, có những trường hợp nạo phá thai ở phòng khám tư bị vỡ tử cung. Trường hợp mà tôi nhớ nhất có lẽ là một cháu 16 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc, từng phá thai ở phòng khám tư trên Vĩnh Phúc và bị rách cổ tử cung, chảy máu, phải nhập viện cấp cứu. Sau một năm, cháu gái này tiếp tục đến bệnh viện làm thủ thuật hút nạo phá thai lần hai. Nguyên nhân do bạn gái này quan hệ tình dục không an toàn, không có ý thức sử dụng các biện pháp để bảo vệ bản thân, bác sĩ Thụ kể. Cũng theo bác sĩ Thụ, sau nạo hút thai, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng sớm như thủng tử cung, chảy máu, băng huyết, choáng, sốc. Những biến chứng muộn mà bệnh nhân có thể gặp như dính buồng tử cung, tắc vòi trứng, chữa ngoài tử cung, vô sinh, v.v. Những biến chứng muộn như dính buồng tử cung, tắc vòi trứng, chữa ngoài tử cung diễn ra âm thầm và không có triệu chứng. Điều này dẫn đến việc khi được phát hiện, bệnh nhân đều đã ở tình trạng nguy hiểm. Đặc biệt, việc nạo phá thai không an toàn còn khiến cho các bạn trẻ có nguy cơ mất khả năng làm mẹ. Có thai sớm và nạo, phá thai sẽ làm giảm cơ hội học tập, phát triển của trẻ vị thành niên. Việc nạo phá thai còn thường đi cùng với những ảnh hưởng lớn về tâm lý, làm cho trẻ vị thành niên không những bị ám ảnh mà còn sợ hãi, trầm cảm, hoang mang. Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, giang mai, sùi màu gà, HIV, viêm gan B, viêm gan C, làm gia tăng thêm các gánh nặng về kinh tế và sức khỏe đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Làm sao để hạn chế tình trạng này? Trong bài báo của VTV News, Tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam đưa ra lời khuyên rằng phụ huynh và người lớn tuổi nên cởi mở và chấp nhận chuẩn bị giáo dục giới tính, tình yêu, tình dục cho con từ khi sinh ra. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn điều gì có thể làm được ngay bây giờ không? Ai cũng hiểu rằng tuổi tác càng cao, con người ta càng khó thay đổi.
Bây giờ, bạn có trách bố mẹ vì sao không cởi mở về giáo dục giới tính cho bạn có phải vô nghĩa không? Khi mà họ đã đến độ tuổi tư tưởng ổn định, hướng dần theo hướng bảo thủ, rất khó để thay đổi. Và đó là chưa kể liệu họ có đủ kiến thức để truyền đạt lại cho bạn hay không, khi mà họ cũng hưởng một nền giáo dục thiếu cởi mở như vậy. Thay vào đó, hãy tự gánh lấy trách nhiệm giáo dục giới tính cho chính mình. Bây giờ, ngay cả học sinh tiểu học cũng đã có thể sở hữu ít nhất một thiết bị kết nối mạng. Hãy tự trang bị kiến thức, vì lỡ nếu xảy ra chuyện gì thì bạn là người gánh hậu quả lớn nhất, chứ không phải là bố mẹ bạn đâu. Như vậy, bạn vừa có thể bảo vệ tuổi thanh xuân của mình và sẵn sàng để trở thành một người cha, người mẹ hiểu biết và cởi mở về tình dục với con cháu của mình. Để hạn chế tình trạng não phá thai ở trẻ vị thành niên, vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay là cần trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên trên cơ sở phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Gia đình cần quan tâm, để ý đến các con, nhất là các cháu trong độ tuổi học sinh sinh viên. Thầy cô, nhà trường cần giáo dục giới tính sớm cho trẻ. Còn giới truyền thông cần có những bài viết chuyên sâu, những trao đổi với các chuyên gia chuyên khoa sản để truyền tải nội dung, thông điệp có ý nghĩa đến với các bạn học sinh sinh viên. Bác sĩ Thụ nêu. Cũng theo bác sĩ Thụ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông sức khỏe, giáo dục giới tính đối với trẻ vị thành niên. Nội dung truyền thông, giáo dục cần có sự lựa chọn trên cơ sở phù hợp đặc điểm tâm lý, nhận thức của từng nhóm lứa tuổi cụ thể. Nếu mình là mẹ, có lẽ mình sẽ nói con mình follow trang sexedubytrang.com, một kênh mà chính mình cũng phải học hỏi vì nó vừa thú vị, vừa giáo dục, vừa gần gũi, lại vừa mới lạ. Mình sẵn sàng chủ động giáo dục giới tính cho con từ khi con còn nhỏ, nhưng con có chủ động tìm đến mình khi gặp chuyện hay không thì mình không kiểm soát được. Mình sẽ dạy cho cả con trai và con gái cách dùng bao cao su và cách tôn trọng sự đồng thuận của người khác. Cho con trai nghe bài 3 lần phải khóc của B-Ray và dạy con gái, chơi trần thì sướng hơn chắc được một xíu, nhưng có thai thì con chịu chứ nó có chịu đâu. Người đáng được yêu là người biết hy sinh cái sướng nhất thời để con không phải stress cả tháng, chờ có kinh mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù máu báo thai dễ bị nhầm là đến kỳ. Đứa nào bảo dùng bao giảm cảm giác thì con cứ lấy bao giấy trùm lên cái đầu lớn của nó rồi bảo, trùm lại cho em tăng cảm giác, xong đứng dậy, mặc lại váy áo xong trả dép đi về. Còn về vấn nạn quấy rối tình dục học đường, mình cảm thấy các em cấp 2, cấp 3 ngoài việc trang bị thêm kiến thức về tình dục thì hãy nâng cao ý thức về sự riêng tư của con người. Nếu thấu hiểu và tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, chúng ta sẽ không bao giờ phải nghe đến những ca tự tử vì bị tung clip nóng, tung ảnh nóng nữa. Và đó là toàn bộ suy nghĩ và trăn trở của tác giả Narcy Nguyễn về thực trạng tình dục học đường cũng như giáo dục giới tính tại Việt Nam. Thế còn bạn? Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Còn thông tin gì mà bạn có thể bổ sung để video thêm hoàn thiện hay không? Hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Spyroom. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!